Rồi, cứ tưởng chào anh em nhé. Em lên máy huyền thoại nè. Máy này được cái có ba lô luôn anh em. Nào, có ba lô, có cái tùm luôn à. Về anh em mua cái cần dẻo, cần cong gì đó, quạt quạt đó, gắn vô là xài. Nó có cục pin luôn nè à. Win này thì nhiều khi sạc lại còn xài cũng được, mà cái này em này nó để nó nằm trong đây nè, này em để theo vậy cho nó đẹp vậy đó, anh em về thay giùm em. Em tại em dọn máy thôi, em không có làm vụ pin này, em có một cục pin của hồi môn của em để test này. Ba lô đồ đầy đủ luôn nha, sang rồi luôn nè. Lúc giờ anh em hỏi cái máy này tháo từ đâu nè, thì cái này tháo trong cái bình xăng vậy đó, tháo trong cái ba lô vậy đó. Rồi vẫn là cái máy có đề huyền thoại, cực cộng màu vàng là cộng, dương là quẹt vô mát nổ. Cái này anh em đóng e là kéo cái này lại giùm em à. Kéo này ra trước là đóng e đó, rồi bóp cái vú này nè cho mồi xăng qua. Cái bình cái chỗ này nhiều khi mình kéo cứng rồi mà nó còn chưa qua hết cái này. Nó qua hết nó mới lên ra lớn được. Bởi vì nãy em mới lấy tay em đẩy qua cho nó tới cái miếng này luôn nè, nó mới lên ra hết được. Máy chạy ngon lành. Tức cái này ghê nè. Em lấy kìm em bẻ cái này ra ngoài xíu. Máy này 23 cc, nòng 32 ly nha. Đó giờ em bán máy này cũng nhiều rồi. Anh em nào muốn mua cái đầu không liên hệ em ha. Em dọn xong em báo. Thường thường có khách đặt, em dọn xong rồi em quay clip chụp hình rồi gửi luôn. Tại bán thường thường hoài. Chuyên bán dòng có đề nha. Khi nào anh em mua máy có đề thì nghĩ tới bên ngoài liền. Cái này có luôn cái ba lô đồ này nọ luôn, là em bán 1,1 triệu nha nè, 1,1 triệu tum đồ luôn, nguyên bộ cơm lê của nó luôn, về gắn cái cần vô là xài thôi. Cái vô e này rớt nè. Rồi cái này về đấu lại chế mấy cục dây đề này lại giùm em, cục pin luôn. Cục pin này chết rồi nha. Để theo coi như cho nó đủ đồ đi, anh em về tự làm lại giùm em. Nó vậy đó. Về chế cháo gì lại giùm em. Tình trạng thì máy nó chạy ngon lành vậy đó. Xưa giờ bán đầu không, bây giờ có cái này có ba lô lụm, về thử cho anh em nè.
còn cộng dây ga luôn nha, về chế cộng dây đề đồ này kia lên thêm. Không thôi anh em nào không gành đó thì ra tiệm đó. Ra tiệm kêu người ta chế cho, người ta gắn cần nữa rồi người ta chế cho luôn. Này giá 1,1 triệu ha, anh em nào cần thì liên hệ em, giật cũng được đề cũng được luôn. Giật nó nghịch tay anh em mày đề đi. Giật hơi nó cứng quá nè, giật không muốn nổi á, giật nó nghịch tay. Đây để giật lại đàng hoàng. Rồi nguyên cái ba lô có dây đeo rồi luôn, bình xăng luôn. Về anh em gắn cái cần vô là lụm, có đề luôn. Này 1,1 triệu nha. Rồi anh em nào làm thì liên hệ em. Không 0961088776 số điện thoại Zalo luôn. Pin chết, không có pin nha, cái này em để theo vậy, cục pin này nó chết rồi về làm lại rồi không có cần. Rồi tình trạng như video vậy đó, 1,1 triệu. Cục pin này của em để thử nha, em không có bán à. Bán em đói luôn, em không có gì thử á. Rồi anh em làm thì liên hệ em ha. Rồi quay vòng cho anh em coi. G2KC huyền thoại. Rồi chào anh em nha.